Có ai đây không? Anh nghe thôi à? Tiếp theo là gì đây? Cùng chơi nào. Dự án khai thác sông não. Cậu nghĩ cái quái gì vậy? Nhận được một đống vớ vẩn này. Nếu cậu là tôi, cậu nói gì? Nói thật là tôi quá thông minh. Thôi đi. Cậu nói gì? Thông minh đấy. Chắc chắn rồi. Sóng não phát sinh hoạt động điện từ bởi các neuron thần kinh. Đây là một màn nào đó. Nó có thể lây lan virus. Thế nào ông đã cải chế virus chưa? Hẳn là chưa rồi. Bây giờ tôi cần chức vụ của ông. Tôi cần 50 tỷ. Chúng ta ký hợp đồng chứ? Tôi với anh Phương ngon đấy chứ. Xứng đáng mà. Tôi nên làm anh cái gì bây giờ? Đùa. Sao? Tiền trong này chỉ làm gì chứ? Xin lỗi, ở thế giới ngoài này mọi người đã quên cái tiền. Vậy tôi giận anh cái gì được? Một chiếc gương thì sao?
Thế anh làm gì với nó? Anh biết mà. Tôi có nhìn thấy anh khi nói chuyện. Ít nhất là tôi không có cảm giác bị tự kỷ như thế nào. Mà thôi, chúng ta chơi nốt ván cờ chứ. Điều đó quan trọng không? Anh là tôi cũng là anh. Ván cờ một người thì còn ai có thể thắng ngoài người đó? Cũng chưa hẳn. Tiếp theo là gì đây? Bây giờ tôi muốn anh giúp tôi làm việc này. Có vẻ khó đấy. Tôi biết. Anh biết mà, tôi muốn cô ấy tỉnh dậy. Ít nhất là trong đầu tôi. Cùng với anh. Cũng thú vị đấy. Và anh có thể khiến cô ta làm những gì muốn. Phần sao tác với cùng. Tôi cần anh giúp. Được thôi. Lần này tôi cần cuộc đoàn trước khi giúp anh. Sao? Chuẩn bị một chút quà để tặng cho cô ấy thôi. Ok. Cũng được rồi. Anh muốn gì? Tự do. Tao muốn ra khỏi đây. Mày bị điện. Mày muốn chết à?